xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Kiều Hân, học sinh lớp 6D ở trường trung học cơ sở Marie Curie. Sau đây tôi sẽ kể về cuốn sách yêu thích nhất của tôi, đó chính là cuốn sách Chú Nhem Dạy Hải Âu Bay của nhà văn Luis Sepúlveda. Ông là nhà văn, nhà báo, đạo diễn, nhà cách mạng nổi tiếng của Chile. Ông được biết đến với nhiều nhất là qua Lão Già Mê Đọc Chuyện Tình với hơn 18 triệu bản lưu hành trên thế giới. Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay, cuốn sách dành cho thiếu nhi đầu tiên của ông, cho thấy một phong cách trong sáng, hài hước, đầy tinh tế, trái tim khao khát tự do, cũng như lòng quý giá của một con người đối với tự nhiên và môi trường. Nhân vật của câu chuyện đó chính là Yora, một con mèo mập ú và Lucky, một chú hải âu bí bảo với khao khát được bay. Bối cảnh diễn ra ở cảng Hamburg nhộn nhịp, nơi diễn ra cuộc gặp mặt của Yora và Kega, một cô hải âu đáng thương. Yora phải thực hiện ba lời hứa của Kega. Kega, cô đã lấy hết sức lực cuối cùng của mình để sinh ra quả trứng, và Yora phải thực hiện ba lời hứa của mình. 1. Không được ăn quả trứng. 2. Phải ấp quả trứng sinh ra đời. 3. Phải dạy chú hải âu biết bay. Cùng với bầy mèo của mình, Yora đã yêu thương và bảo vệ chú hải âu bởi những bầy mèo và bọn chuột xấu xí bắt cóc. Với sự giúp đỡ của bạn bè, Yora đã phá bỏ được lệnh cấm kỵ và để giúp được Lucky bay. Trong câu chuyện trên, tác giả cũng nói chúng ta rất nhiều điều nếu chúng ta bỏ qua và tôn trọng những điều mà họ khác chúng ta sẽ được nhận tình yêu thương đẹp đẽ của họ dành cho mình. Câu chuyện cũng phản ánh về môi trường, chỉ vì con người vứt rác bừa bãi mà thiên nhiên và động vật phải hành chịu hậu quả của mình. Cũng chỉ vì con người vứt rác xuống biển mà Kega và những chú hải âu khác phải bị váng dầu nhấn chìm. Câu chuyện trên em cũng rút ra một bài học như sau: phải bảo vệ môi trường và làm những hành động thiết thực để môi trường xanh sạch đẹp hơn. Và đây là một câu chuyện đầy cuốn hút về một lòng tận tâm và tầm quan trọng của việc giữ lời hứa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.